Cuộc sống khổ sở của Linh Lan sau khi Vân Quang Long mất bị nói là tham tiền, con nhỏ cũng không được tha. Vào cuối năm 2020 thì ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ do bị đột quỵ, hưởng thọ 41 tuổi. Từ thời điểm đó cho đến nay thì cuộc sống của Linh Lan, vợ hai của cố nghệ sĩ, liên tục bị xáo trộn khi vướng phải những lùm xùm gây bàn tán. Không ít lần cô đã lên tiếng giải thích và bày tỏ mong muốn được bình yên, xong thì thị phi vẫn không ngừng bủa vây người phụ nữ này. Bị tố là tham tiền. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, ca sĩ Phạm Thanh Thảo tiết lộ Linh Lan từng có những lời lẽ không hay với ông xã lúc sinh thời và cả phía gia đình của chồng. Bạn thân của Vân Quang Long tố vợ hai của nam ca sĩ tham tiền. Cụ thể, người này cho biết khi thi hài Vân Quang Long chưa hỏa thiêu, Linh Lan đã gọi điện xin phần cúng điếu vì sợ sẽ bị gửi hết cho bố mẹ chồng. Đồng thời, người này còn kể rằng giọng ca bởi tin lời thề khi còn sống, vợ hai của anh thường xuyên nhắn tin cho bạn bè anh để xin tiền từ thiện. Sau một vài ngày im lặng, Linh Lan lên tiếng thừa nhận từng sai trong cách cư xử với Vân Quang Long và người thân. Riêng việc xin tiền từ thiện, cô giải thích do nhà của dì mình bị hư nên mới kêu gọi giúp đỡ. Ngoài ra, với những thông tin không đúng về mình, Linh Lan cảm thấy rất buồn, đau khổ và muốn ồn ào sớm khép lại để tập trung chăm sóc con nhỏ. Nhưng đến khi hài cốt của Vân Quang Long được đưa về Việt Nam và an táng tại quê nhà Đồng Tháp, mạng xã hội lại xuất hiện thêm thông tin Linh Lan yêu cầu gia đình nhà chồng gửi tiền phúng điếu cho mình giữ. Ngay lập tức thì cô đã livestream để khẳng định chỉ nhận số tiền 113 triệu đồng mà ca sĩ Hàn Thái Tú quyên góp từ bạn bè để hỗ trợ cho các con. Linh Lan cũng bật mí việc ca sĩ Dương Ngọc Thái muốn nhận Helen, con chung của cô và Vân Quang Long, làm con nuôi và hứa trợ cấp 1 triệu mỗi tháng cho bé. Tuy nhiên thì cô đã từ chối vì vẫn có sức khỏe để làm việc và có thể tự nuôi con. Riêng tiền phúng điếu ở Việt Nam là hơn 50 triệu đồng, phía sư thầy Chùa Giác Ngộ, nơi tổ chức thọ tang cho Vân Quang Long, đã đề nghị chia làm đôi và Ái Vân, vợ đầu của nam ca sĩ, cùng Linh Lan mỗi người giữ một phần. Ngay khi nhận được tiền, vợ hai Vân Quang Long đã sử dụng toàn bộ số tiền để làm từ thiện, giúp đỡ học sinh nghèo và những mảnh đời khó khăn. Con nhỏ cũng bị lôi vào tranh cãi. Lúc còn sống, Vân Quang Long không tổ chức lễ cưới với Linh Lan nhưng vẫn luôn dành tình yêu thương cho cả vợ và con nhỏ. Đến khi anh mất, không ít câu chuyện không rõ đúng hay sai về bé Helen đã xuất hiện trên mạng xã hội. Đỉnh điểm vào dịp 100 ngày mất của giọng ca 7X, ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã có status khá dài, bày tỏ sự thương nhớ đồng nghiệp nhưng cũng tỏ ý nghi ngờ danh phận của đứa bé. Bé Helen bản thân mình cũng rất thương, mình nghĩ ai cũng thương hết vì bé còn rất nhỏ và ngây thơ. Cho dù bé có phải con anh Long hay là không thì vẫn sẽ luôn đáng nhận được tình thương của mọi người. Chỉ là xin đừng trao nhầm tình thương cho những người không đáng nhận vậy thôi, nữ ca sĩ đã viết. Phải nhận ý kiến khá tiêu cực, Linh Lan đã thẳng thắn phản pháo Phạm Thanh Thảo với dòng trạng thái: Anh Vân Quang Long, Linh Thiên hãy phù hộ cho em được mạnh khỏe tinh thần lẫn thể xác để nuôi dạy con của chúng ta nên người. Anh Linh Thiên hãy bảo vệ mẹ con em trước nanh vuốt của những người giả tâm đang muốn phủ nhận anh là ba ruột của con gái chúng ta. Anh Linh Thiên hãy mong cho những người bạn tốt của anh đến trong cuộc đời mẹ con em để họ sẽ cùng em yêu thương, bảo vệ con gái của chúng ta anh nhé. Hai mẹ con yêu thương anh mãi mãi.